Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Phía vợ mới tố, ba mẹ Vương Quang Long muốn giành tài sản của cháu nội. Cũng theo người thân của phía Linh Lan, cho hay ba mẹ ca sĩ Vương Quang Long đang muốn giành tài sản cho con dâu cũ. Năm ca sĩ Vương Quang Long qua đời chưa lâu mà ồn ào từ gia đình đã bắt đầu dấy lên. Chuyện ba mẹ của cố nghệ sĩ không chấp nhận con dâu mới là Linh Lan và cháu nội Helen đã khiến khán giả vô cùng để tâm. Mới đây, phía người thân quen của vợ sau Vương Quang Long đã có bài đăng giải bày khiến nhiều người đồng cảm. Được biết, vợ cũ của Vương Quang Long là Ái Vân đã có hai con chung là Trác Huy và Trác Kỳ. Cả hai ở thời điểm trước, khi nam ca sĩ qua đời, vốn đều đã lập gia đình riêng. Khi những clip phỏng vấn ba mẹ Vương Quang Long lên tiếng, việc ông bà không chấp nhận con dâu và cháu nội sau lan truyền, một bài đăng từ người thân quen của phía gia đình vợ sau, đã gây chú ý với cộng đồng mạng bởi sự phân tích rõ ràng các chi tiết. Tài khoản này cho hay, hai bác thực ra cố tình lên truyền thông đính chính, không chấp nhận chị Linh Lan, là muốn giành hết tài sản và tiền mà anh chị em muốn gửi cho Helen thôi, chứ rõ ràng bác qua Tân Lược cũng là quê của chị Linh Lan dự đám hỏi anh Vương Quang Long và chị ấy. Bác lên tới Sài Gòn đi dự sinh nhật của Helen và còn cho cháu tiền mừng sinh nữa. Anh Vương Quang Long nằm xuống thì mọi người mới lên tiếng hùa nhau, nói không tốt về chị Linh Lan như vậy. Lúc anh còn sống, chắc gì ai dám nói nửa lời nào không. Giờ anh mất rồi mà hai bác không muốn chi phần cho Helen nữa, cũng không chấp nhận Helen như vậy. Anh sẽ không bao giờ ra đi thanh thản được. Nếu muốn anh được thanh thản ra đi, thì làm sao cho mẹ con Linh Lan được chu toàn và bé Helen được học hành đến 18 tuổi, tài khoản trên bày tỏ sự bức xúc. Cũng theo người quen của phía Linh Lan cho hay, ba mẹ ca sĩ Vương Quang Long đang muốn dành tài sản cho con dâu cũ. Con trai của hai bác mới mất mà hai bác đã muốn dành tài sản để cho con dâu trước của hai bác rồi. Trong khi con dâu trước đã ăn ngủ với người đàn ông khác công khai trên mạng xã hội rất nhiều. Bác nói anh Vương Quang Long trước lúc chết, nói nhớ chị Vân, có lỗi với chị Vân. Vậy bác có tin nhắn không? Còn theo con được biết, anh Long trước khi mất còn nhắn tin cho chị Linh Lan là bây giờ anh muốn về với hai mẹ con. Về chuyện chu cấp cho hai con trước, người này cũng tiết lộ, còn riêng Trác Kỳ và Trác Huy, con riêng của anh, lúc đi dị, anh đã cho tất cả tài sản, cho vợ cũ nuôi con rồi còn gì nữa, mà giờ bên vợ cũ rất giàu. Bên chị Linh Lan thì không có ai ngoài hai mẹ con, chắc chắn anh sẽ không yên lòng mà lên trời đâu hai bác à. Diễn biến câu chuyện vẫn đang vô cùng căng thẳng và dường như còn rất nhiều ẩn khuất từ cả hai phía. Mong rằng mọi chuyện sẽ được sớm giải quyết để người ra đi có thể yên nghỉ nơi phương xa.